Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Ngọc Mẫn xin được chia sẻ với tất cả quý vị món bánh trung thu nhân thập cẩm thuần chay và là bánh nướng nha quý vị. Vâng, để làm món bánh này thì Ngọc Mẫn sử dụng nhân thập cẩm gồm có: đầu tiên là bánh mì Ngọc Mẫn cắt nhỏ, sau đấy là nho khô, táo tàu khô, hạt chia, mè rang, hạt điều nữa nhé. Đây là hạt điều Ngọc Mẫn đã băm nhỏ ra, hạt bí và cuối cùng là lá chanh. Đây là thành phần các loại hạt mà Ngọc Mẫn đã băm nhỏ rồi. Và Ngọc Mẫn sẽ dùng một ít nước đường bánh trung thu, dầu ăn và một chút bột mì để làm cho cái phần nhân này kết dính lại với nhau nhé. Đầu tiên để làm vỏ bánh thì Ngọc Mẫn sử dụng 170g bột mì, 100 nước đường bánh trung thu, 35ml dầu ăn và 5g bơ đậu phộng. Cái nước đường bánh trung thu này chúng ta phải nấu ít nhất 1 tuần, 7 đến 15 ngày thì bánh nó mới ngon được nhé. Chúng ta để càng lâu thì bánh nó sẽ càng ngon. Về cái phần khuôn thì Ngọc Mẫn sử dụng khuôn 100g. Đây là khuôn 100g nhé. Đầu tiên là Ngọc Mẫn sẽ làm cái vỏ bột trước. Ngọc Mẫn sẽ trộn dầu ăn, nước đường bánh trung thu, bơ đậu phộng và bột mì với nhau. Chúng ta trộn nhẹ tay nhé. Làm cái vỏ bánh trung thu thì chúng ta không cần phải nhồi nặn nhiều. Chúng ta chỉ cần trộn cho các cái hỗn hợp nó hòa quyện với nhau là được. Nếu mà mình trộn nhiều, vỏ bánh nó sẽ bị dai, bị chai, bị cứng và sẽ không ngon. Chúng ta chỉ cần cho cái đây nó kết dính với nhau là được. Như thế này là được nha quý vị. Sau khi cái hỗn hợp đã mịn rồi, đã hòa quyện vào nhau rồi thì chúng ta để nghỉ 2 tiếng giúp Ngọc Mẫn nhé. Nhớ để lại không có nó khô mặt nha quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ làm phần nhân. Về phần nhân thì quý vị trộn hết tất cả các thành phần lại với nhau giúp Ngọc Mẫn nhé. Quý vị ơi, ngày hôm nay Ngọc Mẫn chỉ hướng dẫn quý vị cách cơ bản để làm món bánh trung thu nướng thuần chay thôi. Còn cái thành phần này quý vị cũng có thể thay đổi theo sở thích của mình nhé. Chúng ta sẽ trộn hết các thành phần với nhau để cho nó có sự kết dính. Sau đây chúng ta viên lại thì mỗi viên khoảng 50g nhé. Ngày hôm nay thì Ngọc Mẫn làm khuôn 100g và làm theo tỷ lệ 1:1. Tại vì Ngọc Mẫn cảm thấy tỷ lệ 1:1 là nó vừa phải, cho nên Ngọc Mẫn sẽ làm theo tỷ lệ 1:1. Còn nếu quý vị nào mà thích ăn nhân nhiều hơn vỏ thì chúng ta có thể làm theo tỷ lệ 2:1, nghĩa là 2 nhân 1 vỏ nhé. Còn ngày hôm nay Ngọc Mẫn sẽ làm theo tỷ lệ 1:1, nghĩa là 1 nhân 1 vỏ. Tiếp theo là chúng ta sẽ cho bột mì vào và trộn đều lên. Sau đấy thì mình sẽ vê lại thành từng viên, mỗi viên 50g nhé. Thì Ngọc Mẫn cũng có giới thiệu rồi đấy, quý vị có thể làm theo tỷ lệ 1:1 hoặc tỷ lệ 2:1 tùy theo cái khẩu vị của mình. Thì Ngọc Mẫn sẽ dùng khuôn 100, thì Ngọc Mẫn sẽ làm 50 nhân và 50 vỏ bánh. Và đây là vỏ bánh mà Ngọc Mẫn đã để nghỉ được 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ Ngọc Mẫn sẽ cho ra và chia làm 6 phần, mỗi phần 50g nhé.
là chúng ta sẽ dàn mỏng cái bột bánh ra, cho nhân vào và vê tròn lại là được. Chúng ta phải cố gắng để đẩy hết cái khí ở trong cái vỏ bánh. Nếu mà chúng ta không đẩy hết cái khí ở trong, làm cho bột, cho cái cục bột nó phồng lên, thì đến lúc chúng ta nướng cái bánh của chúng ta sẽ bị phồng và không được sắc nét nhé. Mọi người sẽ đẩy hết khí ra và vê tròn lại giúp Ngọc Mẫn. Đây nhé, chúng ta sẽ lần lượt vê hết 6 viên như thế. Thực ra thì công thức bánh trung thu nó cũng tương đối là giống nhau. Có rất nhiều công thức nhưng mà tương đối giống nhau. Quan trọng là cái kỹ thuật chúng ta làm và cái kỹ thuật để chúng ta nướng bánh là quan trọng thôi. Còn tất cả công thức đều sàn sàn như nhau quý vị ạ. Cho nên mọi người theo dõi kỹ và làm đúng giúp Ngọc Mẫn với nhé, thì quý vị mới làm thành công được. Xong thì bây giờ Ngọc Mẫn sẽ đi chỉnh nhiệt. Ngọc Mẫn sẽ để nhiệt ở 165 độ C hai mặt nhé. Đầu tiên là chúng ta phải quét một lớp dầu thật là mỏng vào trong khuôn. Để chút nữa lấy bánh cho nó dễ. Quét một lớp mỏng thôi quý vị nhé. Sau đấy là mình sẽ đặt viên bánh, đặt cái bánh ra đây và mình in thôi. Cái bước này thì lại đơn giản, chúng ta phải cầm chắc cái khuôn bánh, sau đấy chúng ta nhấn thật mạnh vào là đã có một chiếc bánh trung thu rồi. Ấn mạnh vào nhé quý vị, cũng đừng có mạnh quá nó sẽ vỡ bánh. Nói chung là chúng ta ấn vừa phải, cảm thấy nặng tay là được. Và nhớ phải giữ vững cái phần phía dưới, không có bánh nó chạy nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy chiếc bánh ra đây và chúng ta tiếp tục làm như thế cho hết 5 cái bánh còn lại nhé. Và cái khuôn Ngọc Mẫn mua thì được một cái khuôn và 4 mặt khác nhau, cho nên là Ngọc Mẫn sẽ làm ra những cái mặt khác nhau nhé. Vâng, và đây là 6 chiếc bánh sau khi Ngọc Mẫn đã làm xong. Và bây giờ Ngọc Mẫn sẽ cho vào lò nướng nhé. Và bây giờ Ngọc Mẫn sẽ mang bánh đi nướng nhé. Ngọc Mẫn sẽ nướng ở 165 độ C trong vòng 15 phút. Trong lúc đợi bánh thì Ngọc Mẫn sẽ pha cái hỗn hợp phết lên mặt bánh. Đấy chính là Ngọc Mẫn sử dụng đường làm bánh và một ít dầu màu điều. Trộn với nhau thật là hòa quyện. Bánh sau khi lấy ra thì phải ngay lập tức xịt lên một lớp nước và để cho bánh nguội khoảng 10-15 phút. Sau đấy là chúng ta sẽ phết lên mặt bánh một lớp mỏng. Và chúng ta nhớ là phết nhẹ tay thôi nhé. Nếu mà mình phết mạnh tay là nó sẽ mất đi cái vân bánh và sẽ không có đẹp. Chúng ta làm nhẹ nhàng bình tĩnh cho nó hết cái số bánh còn lại. Và sau khi quét xong thì Ngọc Mẫn sẽ cho vào lò nướng thêm 10 phút nữa nhé. Và cũng vẫn là nướng ở nhiệt độ 165 độ C. Và bây giờ Ngọc Mẫn sẽ cho vào lò nướng thêm 10 phút nữa. Và đây là bánh đã nướng tổng thể được 25 phút. Và bây giờ Ngọc Mẫn sẽ xịt nước và để cho nó nguội khoảng tầm 10-15 phút. Sau đấy quét mặt giống như là lần đầu tiên. Thì Ngọc Mẫn nói qua cho quý vị hiểu là cái bánh này Ngọc Mẫn sẽ nướng 3 lần. Lần đầu tiên 15 phút, sau đấy Ngọc Mẫn cho ra ngoài xịt nước để nguội quét mặt. Sau đấy Ngọc Mẫn nướng thêm 10 phút.
Và sau Ngọc vẫn lại cho ra ngoài xịt nước để nguội quét mặt và nướng thêm 10 phút nữa. Thế là tổng cộng là 35 phút và đã hoàn thành chiếc bánh. Thì quý vị nhớ như vậy giúp Ngọc Mẫn nhé. Và bây giờ Ngọc Mẫn sẽ nướng lần cuối thêm 10 phút này. Và đây là bánh mà Ngọc Mẫn đã nướng xong. Khi mà mới nướng bánh sẽ không có màu đậm, nhưng mà chúng ta để qua 1 ngày, 2 ngày là bánh bắt đầu chuyển qua màu đậm nhé. Và đây là bánh mà Ngọc Mẫn đã để được 1 ngày, màu rất là đẹp, lên màu. Và qua một ngày thì bánh sẽ bắt đầu mềm, xốp. Và nếu chúng ta làm đúng theo chuẩn bánh ấy, thì lúc đầu ra bánh nó sẽ hơi cứng, nhưng mà càng để bánh nó sẽ càng mềm và ngon nhé. Và Ngọc Mẫn sẽ cắt bánh ra cho quý vị xem bên trong. Nhân rất ngon đây. Và một lần nữa thì Ngọc Mẫn xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Ngọc Mẫn xin chúc cho tất cả quý vị có thể thành công với món bánh nướng thuần chay nhân thập cẩm này. Và quý vị ơi, nhớ đăng ký kênh, chia sẻ video, ủng hộ Ngọc Mẫn với nhé. Và sau khi làm xong thì Ngọc Mẫn có đưa cho nhiều người thử và hầu như 10 trên 10 người đều khen bánh ngon. Và đa phần mọi người nói là ngon hơn bánh mặn. Chính vì vậy mà Ngọc Mẫn rất là tự tin để chia sẻ video này cho tất cả mọi người cùng làm. Một lần nữa thì Ngọc Mẫn xin chào tất cả mọi người nhé.